Rồi mọi người nhìn nhìn rõ không ạ? Đây là gì nhỉ? Đây bốn cái này là nó gọi là cái gì của bữa trước chúng ta học đấy? Nguyên nhân, bốn nguyên nhân, Không phải nguyên nhân. Nguyên nhân chế được, thì nhưng mà đúng. nó là cái cơ chế. Bốn cái cơ chế nó gây ra hình thành cái mụn. Nó có thể là từng cơ chế riêng lẻ nó tạo thành mụn khác nhau, hoặc nó có thể kết hợp với nhau để tạo thành những cái mụn phức tạp. Đấy. Thì cái việc điều trị mụn nó cũng chính là cái việc là cơ chế ở đâu thì điều trị ở đấy, nguyên nhân điều trị ở đấy, và nó sẽ điều trị mụn là điều trị kết hợp. Nó cũng giống như điều trị nám ấy. Điều trị nám là một người ta gọi là một cái đa trị liệu, thì điều trị mụn cũng là một cái đa trị liệu. Thì cơ chế ở đâu thì chúng ta điều trị ở đấy. Đấy. Cơ chế ức Thầy ơi, chế thầy quay lại cái slide đầu tiên đó thầy. đây. Hồi trước chị không học đúng không? Dạ 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 rồi 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 nốt lại rồi. Thì cơ chế ở đâu thì điều trị ở đấy nha. Đây, ức chế này, cơ chế đầu tiên nó là tăng hoạt động của tuyến bã, thì bây giờ mình ức chế nó lại. Thứ hai là nó bị sừng hóa, thì bây giờ làm cho nó cứ dính chặt lại, sau đó thì nó làm hẹp cái cổ nó lại, thì bây giờ mình sẽ mở nó ra. Đấy, làm cho nó bong cái tế bào ở cổ đi. Đấy, cái thứ ba là vi khuẩn nó phát triển là do những nguyên nhân gì, thì bây giờ có nhiều vi khuẩn thì chúng ta diệt khuẩn giảm bớt đi, và nếu có viêm thì chúng ta kèm theo giảm viêm đó. Và một cái yếu tố đó là cân bằng nội tiết, thì cái này nó sẽ có một cái cơ chế điều trị bằng hormone, một số cái thuốc nội tiết. Đích của điều trị nó sẽ có mục đích rất là rõ ràng nha. Một là sẽ phải giải quyết cái vấn đề về thẩm mỹ. Bây giờ hầu hết điều trị mụn nó xuất phát từ cái vấn đề thẩm mỹ nhiều hơn là những cái ảnh hưởng. Cái thứ hai là mụn nó gây ra một cái di chứng rất là nặng nề và vĩnh viễn, đó là cái sẹo. Thì điều trị mụn sớm đúng cách chính là phòng ngừa và hạn chế xuất hiện cái sẹo. Điều trị triệt để. Đó. Điều trị triệt để này thì mọi người sẽ phải trả lời được cái câu hỏi là điều trị mụn thì có không tái phát không? Nhé. Thế đây là một số cái hoạt chúng ta sẽ đi từ một số cái hoạt chất trước, chúng ta ghi và nốt lại, sau đây quá trình mà học trực tiếp cũng như là cái quá trình mà sau thì mình sẽ nói thêm. Ở ví dụ như là trong điều trị nám ấy, thì nó có cái tiêu chuẩn vàng là cái gì nhỉ? Rubinon. Chính xác, hydroquinone. Thì trong điều trị mụn ấy, nó cũng có một cái cũng gần như là cái đầu bảng mà nó xử lý được hết tất cả các vấn đề, đó là cái nhóm thuốc retinoid này, hay nó gọi là vitamin acid ấy. Đấy, nó gọi là nhóm thuốc nhá, nhóm thuốc retinoid acid. Thì bình thường mọi người vẫn nghe thấy là bôi chè đúng không, bôi rề đúng không, adapalene này, hay là một số cái tazaroten này, thì bản thân những cái này là những cái dược chất thuộc trong cái nhóm này. Và trong cái điều trị mụn thì thường dùng nhất là cái tretinoin và cái adapalene này, là hai cái mà thường dùng nhất. Kháng sinh. Nhóm thứ hai là nhóm kháng sinh để làm gì nhỉ? Khuẩn. Diệt vi khuẩn. Vừa tiêu diệt cả vi khuẩn Piagni, vừa tiêu diệt cả những cái vi khuẩn có hại ở trên da. Nhóm kháng sinh này. Đấy, mọi người thấy không, mà hầu hết những cái hoạt chất đều là thuốc cả. Và trong spa thì mọi người rất là khó, vì mọi người không phải là bác sĩ và cũng không có cái chức năng kê đơn các thứ ở đấy. Cái thứ ba, để diệt khuẩn và tiêu sừng thêm, thì nó sẽ có cái nhóm không phải là kháng sinh nhưng nó sẽ hỗ trợ rất là tốt, đó là benzoyl peroxide và azelaic acid cộng với một cái dạng BHA là salicylic này, thì nó sẽ có những chế phẩm bôi bôi hoặc là một số sản phẩm peel, chứa là sản phẩm bôi chấm. Thì trong cái nhóm này thì mọi người làm có thể ứng dụng được, ví dụ những điều trị chăm sóc lấy nhân làm sạch thì có thể là ấy được. Có ai bất ngờ khi mà nghe thấy kháng viêm corticoid không? Có ai dùng corticoid để điều trị mụn? Thầy, cái corticoid là cái ngày xưa nó gọi là cortisone á, Đúng rồi, cortisone. Cortisone chính là một cái dược chất, cái sản phẩm nó trong cơ thể chúng ta ấy.
thì từ cái đấy người ta mới chế tạo ra rất nhiều dạng corticoid khác để người ta ứng dụng cho điều trị. Thì corticoid cũng là một cái được ứng dụng cho điều trị nhưng không phải phổ và chủ yếu là nó áp dụng trong những trường hợp mà mụn rất là nặng, mụn viêm rất là nặng, hoặc là những người mà rất là dễ bị sẹo rỗ khi mà lên mụn thì người ta sẽ sử dụng thêm cái corticoid này. Hoặc là một số trường hợp người ta gọi là trứng cá bất trị hay trứng cá ác tính ấy, thì người ta sẽ có phải dùng thêm. Thứ năm đó là các thuốc trợ về nội tiết, hormone. Thì cái này có lẽ là mọi người biết thôi. Ai muốn tìm hiểu thêm thì sẽ tự tìm hiểu, mình sẽ thêm mà mình sẽ không nói nhiều. Một ví dụ như là một số trường hợp mà phụ nữ dùng dùng cái thuốc tránh thai, một số dạng thuốc tránh thai nó sẽ giúp cân bằng lại cái nội tiết tố thì nó sẽ giảm mụn. Rồi. Rồi, thế chúng ta biết cái hoạt chất rồi, nhưng mà bây giờ ấy, mỗi một cái mức độ mụn thì sẽ phải can thiệp một cái nhóm thuốc khác nhau, nó có thuốc uống, nó có thuốc bôi. Ví dụ như là có vitamin acid thì nó sẽ có tretinoin uống này, tretinoin bôi đúng không? Kháng sinh thì cũng có kháng sinh uống và kháng sinh bôi. Diệt khuẩn thì có dạng bôi, kháng viêm cũng có dạng uống và có dạng bôi. Thế thì bây giờ không phải là tất cả cứ có mụn là chúng ta cho bôi, hoặc cứ có mụn là uống. Thế thì chúng ta phải phải phân loại phân biệt được là mức độ nào là mức độ nhẹ, mức độ nào là mức độ nặng. Thế thì tùy với từng mức độ đấy chúng ta sẽ can thiệp, là chúng ta sẽ lựa chọn cái phác đồ và cái cách nó phù hợp thì đây là trong phân loại trong y khoa, trong da liễu thì nó sẽ như thế này. Mọi người nhìn cái bảng này một lúc thì có hiểu, và ai sẽ nói cho mình là phân loại này là như Phân loại theo số lượng. nào. Số lượng mụn đấy. Ở đây nó có mụn gì đây? Không Mụn viêm không và mụn cồn, viêm mụn này. không viêm, nốt mụn viêm, Và cái nang mức độ mụn nang bọc. cục này là mức độ viêm rất nặng này. Đấy. Đó. Nếu thế thì nếu bình thường một cái mặt mà nó không có cái nang, cái cục nào cả, cũng là không có tình trạng cái tổn thương viêm nặng, thì chúng ta sẽ quay lại là xem là thứ nhất là cái cồi mụn không viêm là gì. Hôm trước xem Nè. đây, cồi mụn không viêm này bắt đầu có hiện tượng gì, đỏ xung huyết là viêm đúng không? Thế thì những cái cồi mụn không viêm, kể cả những cái cồi mụn mà mụn đầu trắng là mụn ẩn này hay mụn đầu đen này mà nó không viêm thì đấy, tức là nếu mà tính của mụn không viêm ấy hoặc là cái nốt mụn đấy, tức là gì, giả dụ như một mặt nó không có cái nốt mụn viêm nào mà nó dưới hai cái nốt mụn thì mình gọi là nhẹ, hoặc là nếu mà nó có nốt mụn viêm đấy, có thêm các nốt mụn viêm thì mình gọi là cái này cũng chỉ tương đối là ước lượng thôi. Ví dụ nó có dưới 15 cái nốt mụn viêm, nó có đầu đỏ, đầu đỏ lên thì nó là mức độ nhẹ, hoặc là tổng số tất cả mụn viêm và mụn không viêm mình đếm cái lại dưới 30 thì là mức độ nhẹ đấy, hình dung chưa? Mà mức độ nhẹ thì đây nó sẽ một cái bảng này, mọi người sẽ hiểu hơn này. Mức độ nhẹ này đấy, mọi người thấy không, mức độ nhẹ đây người ta chỉ khuyến cáo là hai cái dạng điều trị gì, kể cả không viêm này, thì không viêm tức là mụn mụn ẩn, mụn đầu trắng ấy, thì người ta chỉ dùng retinoid, tức là tretinoin bôi hoặc là adapalene bôi. Còn khi mà có mụn viêm thì người ta cũng chỉ bôi, nhưng người ta chưa uống gì cả, dùng benzoyl peroxide này hoặc là lưu huỳnh hoặc là azelaic acid này bôi này, tức là nó có đầu đỏ lên, nó có ít, nó một vài cái nhân bị viêm nhẹ bôi, hình dung chưa? Rồi. Đó đấy, đấy là cái rất là quan trọng, là chúng việc chúng ta phân loại được cái mụn ra. Đây là mọi người hãy tập trung, đây là cái cứ nắm rước cái phân loại trước, xong một lát mình sẽ
mình sẽ nói là cái nào mà điều trị trong bệnh viện nó sẽ khác như thế nào và điều trị trong cơ sở thẩm mỹ nó sẽ khác như thế nào. Cái thứ hai là mức độ trung bình đấy, đấy thì nó cũng tương tự các tiêu chí này, thì cái này mình sẽ gửi gửi cái bảng này vào cho mọi người đọc và xem lại sau. Bây giờ mình sẽ không không đi sâu vào cái này nữa mà tập trung vào cái việc là một giúp mọi người hình dung ra cái phác đồ lựa chọn như nào nhé. Đấy. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta biết là các mức độ nhẹ, trung bình đến nặng rồi. Đây. Thế nhẹ thì chúng ta biết rồi đúng không? Nhẹ là chỉ dùng các biện pháp bôi thoa và retinoid cũng như là các cái sản phẩm giảm viêm diệt khuẩn khác thôi. Benzoyl peroxide hay là azelaic acid hay lưu huỳnh đều là những sản phẩm vừa diệt khuẩn và cũng hỗ trợ giảm viêm dùng để bôi thoa. Tiếp là đến mức trung bình này. Thế thì cái mức mọi người có hiểu cái mũi tên này không? Tức là mức độ tên là tăng tăng nhẹ, tăng mức độ đúng không? Từ nhẹ trung bình đến nặng. Nhưng nó cũng sẽ có cho chúng ta một cái ý nghĩa là với bất cứ một trường hợp nào, ví dụ ở mức trung bình, chúng ta cũng sẽ phải giải quyết từ từng bước từ đây trở đi này. Nên bắt đầu từ bôi thoa, có thể kết hợp với ánh sáng trị liệu trước. Cái tuần vừa rồi em làm 6 cái nhưng mà nó cũng lên được. Video mỗi ngày 2 cái. Chạy quảng cáo thì cứ tài khoản nào lên là chết tài khoản đấy, không không chạy được. Mọi người đọc kỹ và xem kỹ cái này một tầm khoảng 5 phút, mình sẽ bắt đầu hỏi xem là cái mọi người hiểu như nào nhé. Đây này, đây là cái phác đồ chung nhất để mọi người hiểu được. Rồi, mọi người hiểu thế nào về cái này? Tức là khi mà chúng ta xác định là mức độ mụn đấy là mức độ mụn trung bình nhé, thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu điều trị từ các cái phương pháp đơn giản và mức độ nhẹ trở đi này, cũng sẽ bắt đầu từ cho người ta bôi retinoid này, thoa này, sau đó thì có thể kết hợp với cái ánh sáng trị liệu này, và nếu nó ổn rồi thì thôi đúng không, nếu nó ổn rồi thì khỏi phải uống hoặc là không phải thêm kháng sinh bôi nữa đây nhá. Đây là nếu mà bôi retinoid mà ổn này thì không cần phải lên trên này là ánh sáng trị liệu và chắc chắn không phải kê thêm cái kháng sinh thoa nữa đấy. Nếu mà chỉ bôi retinoid không mà nó không hiệu quả thì mới bắt đầu cho thêm một cái kháng sinh thoa và kháng sinh thoa nữa mà vẫn không hiệu quả thì khi đấy lại kết hợp kháng sinh với lại benzoyl peroxide, thì lại khi đấy lại, lại bỏ cái retinoid acid đi đấy. Và trong trường hợp thứ ba rồi, thay đổi rồi mình không không hiệu quả thì mới bắt đầu khi đó cho thêm kháng sinh uống cộng với lại duy trì bôi thoa, mà lúc này chỉ kháng sinh uống được nhé. Hình dung này, tất cả mức độ trung bình này người ta cũng chưa gọi là khuyến cáo cho uống cái tretinoin này đâu này đấy. Nên là cái việc là nếu mà phân loại cái mức độ mà nó không chuẩn đấy mà cho người ta uống iso ở mức độ này thì nó cũng vẫn được, thế nhưng mà ISO này nó rất là hại, cực kỳ là hại đến sức khỏe cũng như là gây rất nhiều tác dụng phụ đó. Trong trường hợp mụn trung bình mà nó có những cái sẩn cục mủ ấy mà nó ít đấy, nó ít dưới dưới 5 cái thì khi đấy người ta sẽ kết hợp mà kháng sinh uống luôn. Khi mà có trung bình nhưng mà có sẩn cục nhé, sẩn mụn mà có mủ u cục u nang ấy mà có một vài cái thì cho kháng sinh uống luôn cộng với lại duy trì bôi thoa các cái cộng cái kết hợp này đó. Trong tiếp theo là bây giờ nó nặng đúng không, nặng là chúng ta nhớ lại nặng này là khi mà nó chi chi chít hết mặt ấy,
trên 100 cái tổn thương không viêm, hoặc là trên đếm được 100 à, trên 50 cái viêm, hoặc là tổng số nó trên 125, tức là nó chi chít hết mặt cả mụn viêm lẫn không viêm ấy. Thì khi đấy mới bắt đầu là gì, người ta đầu tiên người ta vẫn bôi thoa duy trì ở cái mức độ này đấy, sau đó là người ta cũng cũng tiến lên một cái mức độ cao hơn là kháng sinh uống cộng với lại duy trì hai cái bôi, và trong sau đó người ta thấy là không đáp ứng đấy, 4 đến 8 tuần không đáp ứng, người ta mới mới chuyển lên trường hợp nặng là uống ISO. Hoặc là trong trường hợp mà người ta đánh giá nếu mà những cái tổn thương mụn cũ trước đây mà nó đã để lại những cái sẹo rỗ rồi, hoặc có xuất hiện nhiều sẹo rỗ rồi mà bây giờ nó quá nhiều mụn nữa, thì người ta sẽ không áp dụng cái từ mức nhẹ, người ta cho uống luôn đó. Nên là các cái trị liệu nó sẽ tuân thủ từ cái mức độ nhẹ dễ trước, có hiệu quả thì thôi những cái nặng hơn, bởi vì cái nào nó cũng có rất nhiều tác dụng phụ. Bôi tretinoin nó bong vẩy, nó đỏ da, nó kích ứng, nó sẩn phù, khô đấy. Kháng sinh thì kháng sinh uống nó cũng hại, rất là hại đến cơ thể, rất nhiều tác dụng phụ trên thận, trên gan, trên hệ vi sinh vật, thậm chí uống kháng sinh vào bây giờ thì cái tỷ lệ kháng kháng sinh cực kỳ cao. Những cái kháng sinh mà cổ điển trước đây như là tetracycline này, rồi thì erythromycin, bây giờ nó kháng hết rồi, cái con PFD nó kháng hết rồi đấy. Nên là chúng ta phải phải rất là thận trọng, đặc biệt là cái tretinoin này, cái tretinoin uống này thì nó quá nhiều tác dụng phụ luôn. Thứ nhất là đặc biệt là cái ở cái đối tượng mà dậy thì dưới 18 tuổi mà nó nhiều mụn, thì khi mà vào trong bệnh viện thì các bác sĩ mà kê, gọi là kê cái ISO uống rất là rặt rẻ, bởi vì thứ nhất là uống ISO mà liều cao kéo dài là nó sẽ làm cái sụn đầu xương của thanh thiếu niên ấy. Nó dừng phát triển luôn, nó cốt hóa luôn, là nó không cao nữa đấy. Cái thứ hai là phụ nữ, thanh niên phụ nữ mà trong độ tuổi sinh đẻ mà uống trước đấy tầm khoảng 3 đến 6 tháng mà không dừng, mà không may có thai là nguy cơ bị dị tật rất là cao, vì cái thời gian bán thải của cái tretinoin uống nó là 3 tháng, nhưng mà nó có thể kéo dài đến 6 tháng. Nhưng thông thường mà để an toàn uống xong ấy, thì trong suốt cái quá trình uống điều trị đấy là bắt buộc là phải kiêng kiêng quan hệ tình dục đấy, phòng rất là cao. Mà bây giờ những cái bạn mà nó chưa có gia đình, bây giờ không cẩn thận nó uống xong nó bị một cái, nó mang cái đơn đến nó kiện chết dở, bác sĩ còn càng rặt rè hơn, mà các bạn cũng càng phải rặt rè hơn, nên là rất là nguy hiểm. Cái thứ ba là ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái uống ISO thì nó có một cái tác dụng phụ rất là nguy hiểm, nên là nó gây ra tăng cái mỡ máu, đặc biệt là tăng cái triglyceride, mà nó tăng lên cái đấy nó là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến viêm tụy cấp. Mà bình thường không sao, uống về nó lại đau bụng, nó vào viện, nó phát hiện ra là uống ISO thì rất là nguy hiểm. Một cái nữa là khi mà uống với lại một số cái thuốc, một số thuốc kháng sinh, ví dụ như là cái Teta hoặc là cái Doxy, thì nó có nguy cơ gây tăng áp lực nội sọ, nhưng mà lành tính thôi, những cái tăng áp lực nội sọ thì khi đấy thì rất là nguy hiểm. Hình dung chưa nào? Rồi, thế khi mà chúng ta đã xác định được cái phác đồ điều trị rồi, phác đồ điều trị rồi, ví dụ như bây giờ một cái trường hợp mụn sẩn mủ mà bây giờ mấy cái nhẹ nhẹ này nó không khỏi, bây giờ phải lên cái bôi benzo cộng kháng sinh này thoa thì nó mới đỡ. Nhưng sau khi đỡ rồi thì mọi người lại nhìn cái mũi tên này, sau khi mũi rồi mức độ tấn công trên này cao nhất, sau khi đỡ rồi người ta lại giảm dần cái mức độ xuống, người ta giảm dần, ban đầu trên này là uống mà nó đỡ rồi, uống cộng bôi thoa đỡ rồi, thì sau đó người ta phải giảm, một là phải giảm liều, thứ hai là chuyển giảm dần mức độ nhẹ hơn, và dẫn tới cái điều trị duy trì là bôi thoa bằng retinoic acid đến khi nó ổn định từ 3 đến 6 tháng thì sẽ xem xét là có thể giảm liều và dừng dần. Đấy, điều trị thì điều trị từ mức nhẹ trở lên, nhưng điều trị ở trên rồi thì khi mà ổn định rồi thì lại phải giảm giảm cái liều tấn công và duy trì dần ở cái mức nhẹ về sau. Đấy là cái nguyên tắc trong điều trị mụn. Rồi, đây là cụ thể hơn này. Cụ thể hơn so với cái này thì
trong bệnh viện nó cũng sẽ khác với cơ sở thẩm mỹ. Trong bệnh viện thì trong bệnh viện nhé, thì chủ yếu là các cái thuốc kê đơn dạng bôi và dạng uống, thì cái này hầu hết là các bác sĩ sẽ hiểu và nắm rõ hơn. Còn các cơ sở thẩm mỹ ấy, thì chủ yếu là hiện tại bây giờ các bạn điều trị vẫn chủ yếu là gì ạ? Làm sạch, tẩy da chết, khuẩn. Thì có một số bạn thì dùng một số cái sản phẩm gọi là thảo dược hay đông y đúng không? Nó sẽ có tác dụng diệt khuẩn và lấy bớt cái nhân cồi mụn bít tắc đi, thì nó sẽ có giảm cái nguy cơ viêm sau này. Tiếp là những cái một số cái sản phẩm mà mọi người có thể cho bôi được tại nhà hoặc kết hợp thêm với các những cái trị liệu ở cơ sở thẩm mỹ, đó là cái benzoyl peroxide, BZO này và cái azelaic giảm thâm. Thì hai cái này mình khuyên mọi người là có thể áp dụng cho khách hàng điều trị ở ở cơ sở thẩm mỹ là bôi được. Nó không có tính chất là kháng sinh nhưng nó cũng vẫn mang tính chất là diệt khuẩn và kháng viêm. Và đặc biệt cái azelaic acid này thì nó sẽ giúp cho giảm những cái thâm mụn, giảm viêm thâm mụn. Đó. Mức độ trung bình. Kháng sinh. Mức độ trung bình thì có kháng sinh uống. Cao nhất là kháng sinh uống. Kháng sinh bôi và ánh sáng trị liệu. Còn cơ sở thẩm mỹ thì đối với mức độ trung bình này thì bắt đầu ở mức độ trung bình này thì mình sẽ khuyên mọi người là sẽ áp dụng ngoài cái việc là chăm sóc da, làm sạch rồi các hỗ trợ khác, thì có thể áp dụng cái liệu pháp quang động, tức là dùng ánh sáng trị liệu. Thì cái ánh sáng trị liệu này là một cái đó. Thì mình sẽ nói kỹ hơn một chút về cái liệu pháp quang động để cho mọi người, bởi vì là gần như ở đây kể cả mức độ nặng hay mức độ nhẹ thì cái liệu pháp quang động này nó vẫn là một cái rất là hiệu quả này, nhưng sẽ phải hiểu rõ và biết rõ cách làm. Hầu hết bây giờ ở Việt Nam các cơ sở phòng khám da liễu thì người ta sẽ có, nhưng mà các thẩm mỹ viện spa thì gần như là chưa có, chưa biết đầu tư. Trong cái buổi trước học ở Sài Gòn về thì mình có nói là một số bạn thì có thể áp dụng cái này, nhưng mà đang tìm mua những cái đèn nào mà nó không quá đắt mà nó phù hợp thì phải tìm nhé. Đấy. Hiện tại thì các cơ sở thẩm mỹ chủ yếu là chăm sóc da mụn, làm sạch, tẩy da rồi lấy nhân mụn. Đây là những cái biện pháp hỗ trợ. Tuy nhiên thì nói là về mặt điều trị thì nó sẽ là hỗ trợ, nhưng nó lại là những cái dịch vụ mà mọi người làm thường xuyên cho khách hàng, và những cái đó cũng là những cái mà có những cái chi phí dịch vụ, nên là cũng vẫn vẫn phải duy trì. Tuy nhiên là khi mà kết hợp được thêm hai cái sản phẩm, lúc nãy mình đề xuất cho là cái benzoyl peroxide này cộng với lại cái azelaic acid ấy. Đấy, benzoyl peroxide khoảng 5% và azelaic acid 20%, thì kết hợp với cái này thì nó sẽ làm tăng hiệu quả đấy, đặc biệt là những trường hợp mà mụn bị mức độ trung bình. Liệu pháp ánh sáng nhé, liệu pháp ánh sáng này thôi, cứ tiếp tục anh ạ, cứ tiếp tục và tiếp tục đấu nữa.